Thưa quý vị, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11 vừa qua tại Taxco Mall Hà Nội, Volvoca Việt Nam đã chính thức ra mắt mẫu xe thuần điện đầu tiên tại thị trường Việt Nam mang tên Volvo EC40 trong khuôn khổ triển lãm có chủ đề Recharge to Shine, tái tạo năng lượng để tỏa sáng. Đây là minh chứng cho cam kết hướng đến mục tiêu không phát thải của thương hiệu xe Thụy Điển, cũng như sứ mệnh bảo vệ an toàn cho con người và môi trường. Diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11 vừa qua, sự kiện Recharge to Shine của Volvo đã đem lại những trải nghiệm độc đáo mang đậm chất Scandinavia, thể hiện các tính năng công nghệ tiên tiến cũng như các tinh hoa an toàn của Volvo trong suốt gần 100 năm qua, tôn vinh các giá trị nhân văn và truyền cảm hứng cho cuộc sống. Cùng với đó, Volvo cũng đã mang đến bộ sưu tập xe plug-in hybrid toàn diện nhất, bao gồm XC90 plug-in hybrid Ultra, XC60 plug-in hybrid Ultra và S90 plug-in hybrid Ultra. Không gian trưng bày bao gồm khu vực ngoài trời cho đến khán phòng nghệ thuật với nhiều nội dung tương tác và trải nghiệm. Sự kiện gây ấn tượng với khu trưng bày những điểm nhấn trong di sản của Volvo Car. Trong đó, khách tham quan đã được giới thiệu về lịch sử của những phát kiến, công nghệ an toàn cho con người và lời cam kết bảo vệ thiên nhiên qua các vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường mà Volvo đã nghiên cứu và phát triển. Tâm điểm của sự kiện là khoảnh khắc ra mắt mẫu xe thuần điện đầu tiên tại Việt Nam, Volvo EC40 đầy ấn tượng mang tên For Life. Dựa trên nền tảng đã thành công của mẫu xe tiền nhiệm XC40, EC40 đổi mới diện mạo với dáng vẻ crossover thể thao và giới thiệu nhiều chi tiết mới trong thiết kế từ trong ra ngoài, đánh dấu sự khác biệt của những mẫu xe thuần điện từ bây giờ và cho sau này. Mặt trước của EC40 đồng bộ về màu sắc giữa mặt ca lăng và toàn bộ thân xe, tạo sự khác biệt với các mẫu xe tiền nhiệm sử dụng xăng. Cặp đèn pha búa tho đặc trưng nay đã được tích hợp công nghệ T-cell đa điểm phân giải cao, sở hữu công nghệ điều chỉnh thông minh sử dụng camera và cảm biến radar, giúp tối ưu chiếu sáng và không gây chói cho phương tiện cùng lưu thông. Như các bạn đã biết thì EC40 sẽ là cái sản phẩm thuần điện đầu tiên mà Volvo giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Chiếc xe EC40 thuần điện này sẽ là mở màn cho các cái dòng xe điện sẽ được Volvo giới thiệu trên toàn thế giới cũng như tại thị trường Việt Nam trong những năm tới đây. Điện hóa là trọng tâm trong chiến lược phát triển và hoạt động của Volvo, vì Volvo luôn quan tâm đến môi trường, đến con người và luôn luôn mong muốn thúc đẩy những cái chiến lược cái hoạt động dựa trên cái chiến lược mục tiêu là trở thành cái thương hiệu xe điện, xe cao cấp thuần điện hoàn toàn trong tương lai. Volvo EC40 sở hữu pin lithium-ion cao áp 400V, hiệu suất 78 kWh, cho phạm vi di chuyển lên tới 510 km trong một lần sạc, với tổng công suất lên tới 408 mã lực, mô men xoắn 670 Nm, tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,7 giây. Với sạc AC thông thường, Volvo Car khuyến nghị sạc tối đa 90%. Với sạc nhanh DC, Volvo khuyến nghị sạc tới 80% để tiết kiệm thời gian và bảo toàn tuổi thọ của pin. Không thể không kể đến gói trang bị an toàn thông minh IntelliSelf, dẫn đầu công nghệ ô tô, được trang bị trên mọi chiếc xe Volvo như một điều kiện tiêu chuẩn. Bên trong nội thất, sang trọng nhưng tinh giản là một triết lý thiết kế khơi dậy nhiều cảm xúc. Điều đắt giá nhất trong những thiết kế thế hệ mới của Volvo nằm ở tinh thần kết nối giữa con người và thiên nhiên. EC40 là mẫu xe đầu tiên của Volvo hoàn toàn thay thế da bằng các chất liệu tái chế, nổi bật với công nghệ da Microtech. Trong khi EC40 mở đường cho các dòng xe thuần điện trong tương lai, việc chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang xe thuần điện không đơn giản chỉ là thay đổi về mặt sản xuất, mà còn là thay đổi cả về thói quen tiêu dùng của khách hàng. Và những mẫu xe plug-in hybrid của Volvo Car là một bước đệm cần thiết cho tầm nhìn dài hạn này. Tôi rất là vui mừng khi mà nhìn thấy những cái sự thay đổi trong cái thói quen tiêu dùng của khách hàng tại Việt Nam, đặc biệt là với cái sự phát triển trong những năm gần đây thì cũng đã tạo lập một cái thói quen và một cái văn hóa sử dụng mới cho các khách hàng tại Việt Nam làm quen với những chiếc xe điện rất là văn minh, rất là bảo vệ môi trường. Và tôi tin tưởng rằng sản phẩm EC40, dòng xe thuần điện đầu tiên của Volvo tại Việt Nam sẽ được khách hàng tại Việt Nam đón nhận bởi cái sự đóng góp tích cực vào cho môi trường và xã hội, đồng thời vẫn giữ được những cái chất ADN là về an toàn của Volvo. Cũng trong sự kiện, Volvo Car Việt Nam công bố chương trình đặc biệt cho khách hàng mua xe EC40, đó là chính sách bảo hành chính hãng lên đến 5 năm, riêng pin là 8 năm hoặc 160.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước.
Gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm và tặng thiết bị sạc 7kW bao gồm công lắp đặt. Giá bán được công bố cho EC40 là 1 tỷ 739 triệu đồng. Volvo Car được thành lập vào năm 1927, trải qua lịch sử lâu đời, hãng xe này đã được nhiều tập đoàn lớn sở hữu, từ năm 1999 đến năm 2010 sở hữu bởi tập đoàn Ford và từ năm 2010 đến nay là tập đoàn Geely của Trung Quốc. Trụ sở chính, bộ phận phát triển sản phẩm, tiếp thị và quản lý của Volvo Car chủ yếu đặt tại Gothenburg, Thụy Điển, trong khi các nhà máy sản xuất đặt rải rác tại nhiều quốc gia gồm Bỉ, Mỹ và Trung Quốc. Trong năm 2023, tập đoàn Volvo Car đã ghi nhận mức tổng doanh thu cao kỷ lục với 399,3 tỷ krona Thụy Điển, tương đương hơn 937.000 tỷ đồng Việt Nam, với doanh số toàn cầu cán mốc 708.716 xe. Tại Việt Nam, xe Volvo được nhập khẩu và phân phối bởi Tasco Auto.